chào quý vị, Hải Cơ Minh đang có mặt ở đường Trần Hưng Đạo, góc đường Nguyễn Biểu, Sài Gòn. Sáng ngày 29/12/2017, ngày cuối năm. Sau ngày này thì ở Việt Nam là weekend và thứ hai đằng sau là Tết Tây, thì nên là được nghỉ 3 ngày. Chúc quý vị năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Bên phải là lăng mộ ông Berezovsky, bên phải là đường Trần Bình Trọng. Giờ Sài Gòn đang nắng nhẹ, nhiệt độ giờ khoảng 28 độ C. Bên phải là đường Lê Hồng Phong, cái gì ngày xưa là đường Berezovsky đó, hướng về ngã bảy Lê Thế Tổ. Từ phía trước là với đường Quỳnh Mẫn Đạt. Cái đây là đường Bùi Hữu Nghĩa. Đây một vòng chợ Hòa Bình để gì xem cuộc sống Sài Gòn quận 5 mỗi ngày qua cái chợ. Đây là đường Trần Tuấn Khải.
rẽ phải đi An Bình, bên tay trái là khách sạn Đồng Thắng, bên phải đây là bệnh viện An Bình. Đường Nguyễn Duy Dương cái gì? À, phường 8 quận 5. Rồi, đây là đường An Dương Dương, chữ cái vô chợ An Đông vậy. À, điên vòng cái gì. Chợ An Đông nha. Sư Văn Thành. Ok, thank you quý vị. Năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ nha. Thank you, bye bye.